Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin mới trong chuyên mục bạn có biết. Kính thưa quý vị, Thông tin ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, đó là việc điều chỉnh quy hoạch kiến trúc công trình nhà văn hóa thanh niên quận 1 thành phố Hồ Chí Minh mà theo đó Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vừa chấp nhận chủ trương đầu tư xây dựng mới nhà văn hóa thanh niên nằm ở số 4 đường Phạm Ngọc Thạch quận 1 thành phố Hồ Chí Minh theo hướng mở rộng lộ giới ở đường Nguyễn Văn Chim và không mở rộng tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, đồng thời cho phép tăng tầng cao để đảm bảo tăng diện tích sàn sử dụng các cơ quan chức năng cần phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ phương án thiết kế kiến trúc công trình này đảm bảo phù hợp với không gian cảnh quan khu vực và quy hoạch các tuyến metro tại khu vực đề xuất thi tuyển ý tưởng biểu tượng của thanh niên thành phố cũng như phương án xã hội hóa đầu tư nhà văn hóa thanh niên Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa chấp thuận chủ trương xã hội hóa đầu tư dự án chỉnh trang cảnh quan sân vườn khuôn viên và xây dựng mở rộng một phần trong khuôn viên thư viện khoa học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh thay cho phương án đầu tư từ nguồn vay vốn theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư đảm bảo phù hợp với chính sách khuyến khích xã hội hóa đầu tư của chính phủ. theo chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về việc hoàn thành điều chỉnh thiết kế của 8 nhà ga ngầm trước ngày 31 tháng 12 năm 2014. Ủy ban nhân dân thành phố đã giao ban quản lý đường sắt đô thị thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành công tác điều chỉnh thiết kế đối với 8 nhà ga ngầm còn lại: Tao Đàn, Dân Chủ, Hòa Hưng, Lê Thị Riêng, Bảy Hiền, Nguyễn Hồng Đào, Bào Quẹo và Phạm Văn Bạch trước ngày 31 tháng 12 năm 2014 đồng thời phấn đấu hoàn thành việc giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2016. Các vị khán giả.